Vì sao EVN lỗ hơn 1.300 tỷ trong năm 2020? Năm 2020, giá bán điện thương phẩm bình quân giảm so với năm 2019 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, EVN còn phải thực hiện hai đợt giảm giá điện và giảm tiền điện để hỗ trợ khách hàng, với tổng số tiền khoảng 12.300 tỷ đồng. Giá thành sản xuất giảm 1,22% so với năm 2019. Bộ Công Thương vừa công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Theo kết quả này, giá thành sản xuất điện năm 2020 thấp hơn so với năm 2019. Cụ thể, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 là 396.199,38 tỷ đồng bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối, bán lẻ điện và phụ trợ quản lý ngành. Số tiền này tương ứng với sản lượng điện năng giao nhận. Năm 2020 là 231,54 tỷ kWh và sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2020 là 216,95 tỷ kWh. Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện là 310.962,6 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.433,34 đồng mỗi kWh. Tổng chi phí khâu truyền tải điện năm 2020 là 16.855,56 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 77,69 đồng mỗi kWh. Tổng chi phí khâu phân phối bán lẻ điện là 66.936,98 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 308,54 đồng mỗi kWh. Tổng chi phí khâu phụ trợ quản lý ngành là 1.444,23 tỷ đồng. Tương ứng với giá thành khâu phụ trợ, quản lý ngành theo điện thương phẩm là 6,66 đồng mỗi kWh. Thông cáo cũng cho biết, chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện, xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020, cụ thể như sau. Tổng khoản bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các xã, huyện đảo nêu trên là 265,45 tỷ đồng. Như vậy, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020 theo sản lượng điện thương phẩm là 1.826,22 đồng mỗi kWh, giảm 1,22% so với năm 2019. EVN kinh doanh lỗ trong năm 2020. Cũng theo thông cáo này, sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2020 là 216,95 tỷ kWh, tăng 3,42% so với năm 2019. Doanh thu bán điện thương phẩm năm 2020 là 394.892,09 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2020 là 1.820,2 đồng mỗi kWh, giảm 1,68% so với năm 2019. Theo Bộ Công Thương, việc giá bán điện thương phẩm bình quân năm 2020 giảm so với năm 2019 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã thay đổi cơ cấu tỷ trọng phụ tải của các nhóm khách hàng sử dụng điện. Đặc biệt nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ có giá bán điện cao, năm 2020 tiêu thụ sản lượng điện với tỷ trọng thấp, các khách hàng thuộc thành phần thương nghiệp dịch vụ có sản lượng giảm sâu. Bên cạnh đó, EVN thực hiện hai đợt giảm giá điện, giảm tiền điện để hỗ trợ các khách hàng với tổng số tiền khoảng 12.300 tỷ đồng. Do đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của EVN thua lỗ 1.307,29 tỷ đồng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.